Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này mình xin giới thiệu đến các bạn một cái dụng cụ để tháo cái mặt tâm bua ra khỏi cái cầu để sử dụng trong cái quá trình sửa chữa và thay thế. Trong cái quá trình sử dụng sửa chữa và thay thế để tháo này một cách dễ dàng thì mình phải có dụng cụ. Thì sau đây mình xin mời các bạn theo dõi cái thiết bị để tháo nó ra. Cái trục này nó là trục côn cho nên các bạn có thể dùng búa đóng trượt cái này ra, nó dễ bị vỡ cái tâm bua này. Vậy các bạn dần cái vam sau đó là mình vặn cái con ốc công này nữa là nó sẽ tụt ra thôi. Đây, tháo rất là dễ dàng. Các bạn có nhu cầu mua cái này thì xin vui lòng xem link dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.